Vi Phong thịt thật, đúng chất hoàng gia. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 29 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức hướng tới lao động khó khăn, vừa góp phần an sinh ngày Tết, vừa đảm bảo nhân lực cho năm mới. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì liên kết với các sàn thương mại điện tử để phân phối nông sản cho nông dân 21 tỉnh thành và không lấy lãi. Nga bày tỏ sự không hài lòng với những phản hồi từ Mỹ và NATO. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng,